Không được xem thường bản thân. Thưa các vị hương thân, huyện trưởng đại nhân sắp đến đây để tham quan thôn Phật Quang của chúng ta. Là người có thân phận địa vị nhất trong thôn này, ta triệu tập các người lập thành một đoàn cung nghinh. Chỉ cần làm nổi bật thể diện dinh dự của ta, ta nhất định sẽ giúp cho mọi người có được rất là nhiều phúc lợi. Ta cũng sẽ giúp cho mọi người sắp đặt được công việc rất là tốt. Bây giờ các vị hãy chú ý nghe cho kỹ đây. Ngươi phụ trách việc đốt pháo, còn các ngươi phụ trách việc khiên kiệu cho ta. Còn những người còn lại thì phụ trách việc quan hô. Lát nữa đây chúng ta sẽ tập luyện thử nghe. Thôi sư phụ, huyện trưởng đại nhân đến thì mắc mớ gì phải chịu khổ tâm nhiều như vậy chứ. Tiểu sư phụ, có điều người vẫn chưa biết, đây gọi là nịnh hót đó. Nịnh hót hả? Đúng vậy. Bộ không thấy ai cũng phải gọi ông ấy là người quyền thế nhất trong thôn hay sao? Sư phụ, dạ, tiểu sư phụ. Dù viên ngoại. Sư phụ à, người có thể là một thành viên quan trọng nhất trong đoàn cung nghinh đó. Đến lúc đó thì người phụ trách đi theo tôi. Khi tôi vừa lên kiệu thì người phải đi theo kiệu. Tôi xuống kiệu thì người phải đi theo tôi. Những người khác thì không có sự đãi ngộ này đâu. Chỉ cần có sư phụ và thêm hai vị tiểu sư phụ, các vị hòa chung trong đám đi theo mọi người tung hô Dương Viên Ngoại vĩ đại anh minh, Dương Viên Ngoại đáng kính, đáng phục là được rồi. Rất đơn giản. Thôi sư phụ, chưa viên ngoại sao có thể kêu sư phụ đi theo bên kiệu được chứ. Sư huynh à, huynh đừng quên là chúng ta còn phải giúp ông ấy quan hô nữa. Các con không cần phải chú ý đến sự sắp đặt của ông ấy. Nếu ông ấy không phải là người có quyền có thế như vậy thì sẽ không có người nghe theo, có phải không sư phụ? Viên ngoại coi chúng ta như là nô bộc của ông ấy vậy đó. Con người có thể bị người khác coi thường, nhưng nhất định không được tự coi thường mình. Trên đời này, mỗi con người sắm vai tuột không ai giống ai. Nhưng mà tất cả đều quan trọng như nhau. Giá trị của mỗi con người không thể nhìn điều kiện bên ngoài để mà ước lượng. Con biết chưa? Ê, thiệt là lạ. Tại sao huyện trưởng đại nhân giờ này còn chưa đến vậy cơ? Đã trễ hết một giờ rồi đó. Đợi lát nữa, các người có nghe thấy tiếng pháo thì bắt đầu quan hô có biết không vậy? Tại sao sư phụ vẫn còn chưa đến vậy ta? Sao đến đi nữa cũng không kịp đâu. Tại sao sư phụ giờ này vẫn chưa đến vậy? Giờ giấc gì mà kỳ cục. Sư phụ biểu giúp tôi đến trước, rồi người sẽ theo sau. Vậy người khác thì sao? Ai đấy đều đến rồi, giờ phải làm sao đây? Sư phụ của chúng tôi xưa nay không bao giờ trễ hẹn. Bây giờ nói chuyện này là có lợi gì chứ? Thiệt là làm cho ta tức chết đi được mà. Ê, thôi chết rồi, phải liệu thôi. Quan ngân huyện trưởng đại nhân, quan ngân huyện trưởng đại nhân, quan ngân huyện trưởng đại nhân, quan ngân, quan ngân huyện trưởng đại nhân, quan ngân huyện trưởng. Thưa Dương Viên Ngoại, do con không cẩn thận nên đốt nhầm pháo thôi. Hả? Cái gì? Huyện trưởng đại nhân vẫn chưa đến? Dạ chưa. Người nói cái gì? Con xin lỗi. Ta nhất định phải tìm sư phụ để hỏi cho rõ sự việc. Việc quan trọng như vậy mà tại sao ông ấy lại không đến chứ? Sư phụ à, việc quan trọng của làng như vậy mà người thản như ngồi đây uống trà sao? Chư chiên ngoại, xin ông đừng tức giận. Uống công ta lo lắng chuẩn bị nhiều như vậy, thiệt là không bận tức không được mà. Thật là ngại quá. Đó là do tôi làm lỡ mất thời gian của sư phụ. Biết được thì tốt rồi. Người có biết việc này làm ảnh hưởng đến ta bao nhiêu không? Thật là xin lỗi thưa sư phụ. Vậy con xin cáo từ trước, hẹn gặp lại lần sau. Huyện trưởng đại nhân xin được dội, chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện với Dương Viên Ngoại đi. Thật xin lỗi vì đã làm lỡ mất việc của ông. Hả? Người là huyện trưởng đại nhân hả? Hân hạnh. Xin hỏi ông là... Tôi là... Vậy này là Dương Viên Ngoại. Ông ấy đang rất mong ông đến đó. Dạ phải. Tôi đã mong đợi lâu lắm rồi. Tôi đã ngưỡng mộ sư phụ từ lâu rồi. Chuyến đến lần này là đặc biệt để thăm sư phụ đó. Lần này được gặp mặt sư phụ, được nghe sư phụ chỉ dạy là tôi đã thỏa lòng hả dạ lắm rồi. Hy vọng là sẽ không làm lỡ việc của các vị. Gặp mặt tức là có duyên. Hay là chúng ta cùng ăn cơm với Dương Viên Ngoại đi có được không? Được, tất nhiên là được rồi. Quả như là sư phụ nói đúng, con người không được quá coi thường chính mình. Và cũng không được quá coi trọng mình, có đúng không? Chuyến này Dương Viên Ngoại đã học được lời giáo huấn rồi đó. Thật ra Dương Viên Ngoại bình thường là người rất nhiệt tâm. Chỉ có điều là...